Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn tham gia một chương trình đã góp nhận 100k tóc cần có kèo LQF. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mở link form ra nha các bạn. Thì các bạn làm như đầu tiên, các bạn sau đây các bạn follow kênh Telegram đó các bạn. Sẽ join vào kênh Telegram đó đi. Tiếp tục thì nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow tại Twitter nè. Con này với điều kiện là tài khoản tại Twitter các bạn phải có 100 lượt theo dõi nha các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn cứ việc lên tại Twitter các bạn follow cho những người ta sẽ follow cho tới các bạn. Các bạn sẽ được 100 lượt subscribe nhanh nhất các bạn. Thì kênh tại Twitter mình lúc nào cũng để đạt đủ chất lượng yêu cầu cho AirDrop thì lúc nào cũng các bạn nên cho thành nhiều người follow người ta các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn follow nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn lướt xuống, các bạn like và tao viết bài viết của nó các bạn. Bằng like nè. Chỉ dẫn cho tao viết nè. Các bạn viết lại các bạn. Rồi sau khi các bạn viết xong thì các bạn mở link form qua lại của mình gà lại nè các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền YouTube account tao viết. Telegram của tất cả các bạn thì các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Cộng anh 4.1 các bạn. Tiếp tục thì các bạn hỏi subscribe kênh Telegram không bằng bấm Z nha các bạn. Tiếp tục thì bạn bấm có follow Twitter không bấm Z nha các bạn. Hỏi tài khoản Twitter của trên trong lịch sử gặp bấm Z nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ là một link bot Lewis nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra. Các bạn chạy xíu nha các bạn. Rồi bạn nhấp cho bay gặp cùng nữa các bạn. Bạn nhấp cho bộ hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào chia sẻ bài viết thôi các bạn. Sao chép liên kết nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Các bạn mở link form mình sẽ lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với pin bi sở mát xe nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè các bạn. Và mình cũng thông báo nha các bạn. Tóc cần mình đã hướng dẫn có cái video các bạn hướng dẫn tóc cần VGC này cũng đã về nè các bạn. Về một tóc cần ARC nữa nè các bạn. Và một tóc cần bi Bitcoin asset này cũng rất là có lợi cho chị. Hiện tại giá có khoảng gần 2 đô mấy, gần 3 đô các bạn. Sau này nó lên cao nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy sau các bạn. Ok, tiếp tục thì bạn copy địa chỉ bên BSMHN nè các bạn. Rồi các bạn bắt từ đây các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ thôi các bạn. Đã xong rồi các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100k tập cần LQF đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.